mà không có kết quả của sơ thiền nhưng mà có quả dự luôn không sư? Nó có những cái hạng người như vậy. Thứ nhất là có người chứng thiền mà không có chứng thánh. Thứ hai, có người chứng thánh không có chứng thiền. Thứ ba, có người vừa chứng thiền vừa chứng thánh. Còn cái thứ như mình là không chứng thánh cũng không chứng thiền. Đó. Có nghĩa là chúng ta phải phân biệt rõ cái chuyện chứng thiền và chứng thánh là hai cái chuyện khác nhau. Đương nhiên nếu như mà chứng thánh là tốt nhất. Nếu mà chứng thánh mà có chứng thiền luôn là quá đẹp. Nhưng mà không có chứng thiền cũng được. Chứng thánh không có thiền cũng không sao. Chứ đừng có cỡ như mình như vậy thì gọi là quá tệ, không thiền cũng không thánh luôn. À, thì dự lưu là chứng thánh đó. Dự lưu là chứng thánh. Cô phải rõ một điều như thế này là thiền và thánh là hai cái khác nhau. Một vị chứng thiền á là vị đó đè bẹp cái phiền não, đè nén cái phiền não. Nó giống như là mình lấy đá mình đè lên cỏ. Do vị đó có nỗ lực tu tập nội tâm, cái khả năng tập trung của vị đó đủ mạnh để có thể làm được việc. Nhưng mà khi mà vị đó hết thiền, vị đó xả thiền hoặc vị đó mất thiền thì cũng giống như mình lấy cục đá mình lấy ra thì cỏ nó vẫn mọc lên như cũ. Còn một vị chứng thánh á thì vị đó dùng cái trí tuệ, vị đó hiểu rõ cái gốc rễ của sanh tử, vị đó thấy được niết bàn. Vì đó là vị hoàn toàn nhổ tận gốc những cái gốc rễ của phiền não. Cái anh chứng thiền á, anh chỉ lấy đá đè cỏ thôi. Còn cái người chứng thánh á, là vị đó nhổ luôn cả gốc rễ. Cỏ không còn khả năng mọc được nữa. Và thậm chí niết bàn là nó giống như là mình chơi mình đổ xi măng luôn, là khỏi có cỏ nào mà có cơ hội mọc lên hết trơn. Cho nên phải phân biệt thánh và thiền là hai cái phạm trù khác nhau. Thiền mình định tâm mình sẽ chứng thiền được, nhưng thánh phải có trí tuệ mình mới chứng thánh được. Cô phải rõ ra, phân tích rõ ra là các thắc mắc của cô nó cụ thể hơn nữa. Thậm chí một vị chứng thánh vì đó có một số năng lực thần thông, có khả năng định tâm của vị đó vẫn có, nhưng mà đối với một số vị đó như ngài Sư Luân, một vị A-la-hán thời cận đại, vị này nói là đối với riêng cá nhân vị này, việc chứng thánh dễ hơn chứng thiền do cái ba la mật của vị đó đó. Đối với vị đó thiền tu hoài không chứng, nhưng mà chứng thánh đối với vị đó thì dễ hơn. Còn thiền đối với vị nó quá khó, đối với vị đó chứng thiền không nổi, nhưng mà vị đó chứng thánh được. Cho nên là cái chuyện chứng thánh chứng thiền ấy, thì nó tùy thuộc vào cái nỗ lực tu tập trong kiếp hiện tại và cả trong kiếp quá khứ của mình nữa. Nhưng mà nếu như phải lựa chọn ấy, thì chứng thánh vẫn tốt hơn. Thì cái phương pháp tu tập như thế nào để chứng thánh, còn cái phương pháp tu tập để chứng thiền á, thì theo các cái hướng dẫn thì con cũng biết là chúng ta thực tập thiền Samatha rồi thiền Vipassana, thì có cái mối liên hệ nào giữa cái phần mà chứng cái phương pháp tu tập này để chứng thiền và chứng thánh? Ừ.
nói về phương pháp tu tập làm sao để mà chứng thiền và làm sao để chứng thánh á, thì Phật giáo mình chia ra làm hai cái nó rất là rõ ràng. Là khi quý vị tu tập các cái đề mục thiền định Samatha đó, như là 40 đề mục thiền định, thiền chỉ đó, thì quý vị sẽ có thể chứng thiền. Chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sở hữu xứ, rồi thì cho tới phi tưởng, phi tưởng xứ. Còn nếu như mà quý vị muốn chứng thánh á, thì cái cơ bản là quý vị phải tu tập tứ niệm xứ. Phải tu tập tứ niệm xứ. Nhưng mà cái hình thức tứ niệm xứ nó sẽ thể hiện ở những cách khác nhau. Ví dụ như chúng ta tu tập thức giác chi cũng là tu tập tứ niệm xứ. Cái người thực hành thì họ sẽ thấy chuyện đó. Tu tập thức giác chi sẽ cũng là tu tập tứ niệm xứ. Tu tập bát chánh đạo cũng là tu tập tứ niệm xứ. Tu tập ngũ căn ngũ lực cũng là tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ chánh cần cũng là tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ như ý túc cũng là tu tập tứ niệm xứ. Đó. Cho nên nó gọn lại là chúng ta muốn chứng thắng, chúng ta phải tu tập 37 phẩm trợ bồ đề là chúng ta có thể chứng thánh. Nhưng mà gọi là 37, 7 nhóm làm 37, thực tế là nó như nhau hết. Nó như nhau hết. Tu thức giác chi cũng là tu bát chánh đạo, tu bát chánh đạo cũng là tu ngũ căn ngũ lực, tu ngũ căn ngũ lực cũng là tu tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ cũng là tu tứ chánh cần. Cho nên là mình chỉ việc, nếu mà nói đơn giản, tu tứ niệm xứ là chứng thánh cũng đúng, tu bát chánh đạo chứng thánh cũng đúng, tu thức giác chi chứng thánh cũng đúng, tu 37 phẩm trợ bồ đề chứng thánh cũng đúng. Chứ đừng có mà nói là không phải tu tứ niệm xứ, còn ngoài tứ niệm xứ ra là không được. Có gì mình giữ lại.